Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Sabah. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Blackpink, đó chính là ca khúc Pretty Savage. Trước khi bắt đầu bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe thôi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi cái tay như thế này và cái đầu mình sẽ quay qua. 1, 2, 3, 4. Rồi, cái phần chân mình sẽ đứng ra như thế này. Hai tay mình để 1, 2, 3, 4, 5. 5 là mình sẽ nhảy ra và vỗ tay vô. Sau đó nó có chữ ba da băng thì mình sẽ đập tay bên phải trước. Ba da băng băng tắt. Hai đi. Ba da băng băng băng. Ok, mình sẽ đếm lại nha. Pretty Savage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba da băng băng băng. Rồi, sau đó mình sẽ có chữ You better run, run, run. Thì mình sẽ để tay qua. You better run, run. You better run, run. Thì cái chân mình sẽ đi tự do. Ok. You better run, run. Chữ run cuối cùng thì chúng ta sẽ để tay xuống như thế này. Và hai cái phần chân này mình sẽ lắc. Mình sẽ nhúng cái phần đầu gối của mình. Lắc như thế này. Run, ok. You better run, run, run. 1, 2, 3. Mình sẽ làm thêm 2 lần tay nữa. 1, 2, 3. Rồi mình bung lên nghe chữ ho. Nó có một cái chữ hay lên một cái á, mình sẽ hất lên một cái. Rồi sau đó mình sẽ để vào ngực hất 2 lần. Phùng, phùng. Ok, phùng, phùng. Rồi mình sẽ chỉ ra 3 cái. Ta, ta, ta. Hất. Rồi mình sẽ để tay như thế này. Tay ở trên nắm lại. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7, đi. Bùm, tắt. Bùm, mọi người lưu ý là cái phần đầu sau nó sẽ chậm hơn hai cái đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba da bấm, bùm, tắt. You better run, run, run. Bùm, tê đê nê, hey. Tên tè, ta, 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 hấp. Rồi. Sau đó mình sẽ xoay cổ tay qua bên trái, qua bên phải. Cứ như vậy. 2, tắt. Sau đó quay 1, 2, 3, 4. You better run, run, run. Bùm, tư, 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 hey. Ta, ta. Bùm, bùm, bắt, đù. 1, 2, 3, dừng. Tới đây mình sẽ dừng. Rồi, sau đó mình sẽ đặt qua tay bên phải, mình sẽ hất lên 2 lần. 1, 2. Rồi tay bên trái mình sẽ hấp 1 lần. Lúc đó đầu gối của mình sẽ đi xuống. Ok. 1, 2, 3 và 4. Rồi mình chỉ có một lần duy nhất là tay phải mình làm 2 lần thôi. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó mình lặp lại một lần nữa với 3 lần. Tay phải, tay trái, tay phải. Phải, trái, phải. Ok, mình sẽ đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay qua 1, 2, 3. Rồi mình hạ người xuống. Lúc này mình sẽ căng cái phần ngực và cái phần hông của mình thẳng xuống như thế này. Ok, và mình đặt qua bùm, tắt. Sau đó mình mở hai tay qua phùm, làm cái phần đầu gối của mình sẽ đập vô trong. 1 và 2 và 3 và 4. Rồi sau đó mình để cái tay cái chữ ok. Rồi mình dễ vô trong, mình để ở trên, mình dễ vô. 1, 2, 3. Rồi mình giật cái tay, hất. Mình chụp giống như mình nắm lại vậy đó. Rồi sau đó mình để hai tay lên đầu, tắt, tắt. Rồi mình đặt qua, hưng, bùm. Để hai cái tay như thế này. Rồi sau đó ôm qua bên đây. Ok. Ok, mình sẽ đếm chậm từ đầu cho đến đây một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba da bum bum. Tắt. You better run, run, run. Bum. Ta ta ta. Hey. Ta
Dạ. Tắc tắc bừng. Hấp. 1 2 3 dừng. Tùng tùng tắc tùng. Bùm bùm tắc. Tùng tùng tắc bùm. Bùm bùm tắc. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Ok. Rồi chuẩn bị nha. 5 6 7 đi. Ta đã hoàn thành xong ca khúc Pretty Savage của Blackpink rồi. Pin rất là mong thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo của bài này nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Pin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.